Chào các bạn ha, thì mình là Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm đây. Thì hôm nay mình sẽ ôn cho các bạn chứng chỉ tin học cơ bản ha. Thì về các cái phần như là kiến thức về máy tính, là hệ điều hành Windows gì đó vân vân. Thì đây là phần 2. Và cái file thì mình sẽ để bên dưới bình luận ha. Thì không dài dòng nữa mình vô luôn. Thì trong phần 1 á, thì mình đã trình bày đến cái phần câu 21 rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục trình bày câu 22. Thì bữa nay là ngày 17 rồi, ngày 20 là mình sẽ thi. Và bữa mình thi thử thì cái đề nó rất giống cái file này nha, cho nên các bạn phải xem kỹ cái này để có thể thi được. Câu 22 thì trong Excel. Ủa mình đang nói, thôi lỡ thì có câu Excel làm luôn nha các bạn. Trong Excel á, khi thực hiện sắp xếp dữ liệu, chức năng My Data Header thì trong hình sao có nghĩa là gì ha? Này, mình đang khoanh tròn các bạn á. My data header có nghĩa là cái dữ liệu của tôi là đứng đầu. Và có chức năng đó là cái gì? Ẩn hiện cái tiêu đề của cái cột My data header. Header là cái tiêu đề của cái cột nha các bạn ha. Thì có nghĩa là cái dữ liệu của tôi có cái tiêu đề cột đó. Nghĩa là ẩn hiện tiêu đề cột. Tiếp theo là câu 23. Câu 23 ha, thì trong Microsoft Excel, chức năng của lệnh sort trong hình sao dùng để làm gì? Cái chức năng của lệnh sort nè. Cái lệnh sort tôi đang khoanh tròn lại các bạn thấy không ta? Thì cái sort này là dùng để sắp xếp dữ liệu ha. Có thể các bạn thấy được A đến Z hoặc là Z đến A nè. Cái sort này dùng để sắp xếp dữ liệu. Tiếp theo là câu 24 ha, hãy chọn phát biểu đúng khi nói về việc sắp xếp dữ liệu. Chọn phát biểu đúng khi nói về việc sắp xếp dữ liệu thì có là có thể sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần ha. Thì cái dữ liệu của chúng ta có thể sắp xếp tăng dần hoặc là giảm dần. Câu 25, trong Excel 2010, chức năng của lệnh Advanced trong hình sao dùng để làm gì ha? Tiếp theo ha, thì trong Excel chức năng của lệnh Advanced trong hình sao dùng để làm gì ha? Đây, cái lệnh này là lệnh Advanced, tôi đang khoanh tròn cho các bạn dễ nhìn nè. Lệnh Advanced này là rút trích dữ liệu theo nhiều điều kiện ha. Có nghĩa là các bạn sẽ lọc ra. Các bạn thấy cái Advanced này nó có cái biểu tượng của cái filter. Cái filter là cái lọc ha, có nghĩa là rút trích dữ liệu theo nhiều điều kiện nha, là lọc cái này theo nhiều điều kiện như các bạn ha. Câu 26 nè, thì trong Microsoft Excel khi thực hiện lệnh lọc dữ liệu, lệnh above, above array sẽ trả về giá trị là gì? Lệnh above array, above là lớn hơn, còn average là trung bình, có nghĩa là sau khi các bạn thực hiện cái lệnh này nó sẽ trả về giá trị lớn hơn giá trị trung bình. Các bạn nhớ giùm tôi luôn ha. Above average sẽ trả về giá trị lớn hơn giá trị trung bình. Tiếp theo là câu 27, thì trong Microsoft Excel, một trong những chức năng của lệnh data label trong hình sao là gì ha? Thì data label. Đây các bạn có thể thấy được cái data label, tôi sẽ khoanh tròn cho các bạn dễ nhìn ha. Ở đây cái mà tôi khoanh thì các bạn có thể thấy được cái biểu đồ. Cái biểu đồ thì ở phía trên của nó có cái các cái giá trị màu cam ha. Cái giá trị màu cam này nó sẽ là hiển thị giá trị trên từng cột biểu đồ nha. Câu C ha, data label là hiển thị giá trị trên từng cột biểu đồ. Ở đây tôi muốn các bạn biết thêm cái char title á. Cái char title có nghĩa là cái tiêu đề cho cái biểu đồ hoặc là cái tên của biểu đồ. Cái axis title này có nghĩa là nó sẽ hiển thị được cái cột và cái hàng á. Thì các bạn còn cái legend này nó sẽ thêm cái phần chú thích cho biểu đồ ha, cái chú thích cho biểu đồ. Và cái cuối cùng ghi phần ghi chú cho biểu đồ á, cái câu B thêm phần ghi chú cho biểu đồ là cái legend ha. Được chưa? Còn cái thay đổi khung viền của biểu đồ là
cái khung quyền có thể là data table hoặc là cái asset title ha. Và cái chart title là cái đặt tên cho biểu đồ, được chưa các bạn ha? Câu 28 nè, khi thực hiện trích lọc dữ liệu bằng lệnh avant, lựa chọn copy to another location có nghĩa là gì? Nè, khi mà người ta đang chọn copy to another location có nghĩa là gì? Ví dụ bây giờ tôi dịch ha, copy là gì? Copy là sao chép, location là cái địa chỉ hay là cái vị trí, another là khác ha, có nghĩa là copy cái này qua cái vị trí khác, có nghĩa là sao chép kết quả sang vị trí khác, được chưa? Các cái lệnh copy mà lệnh copy chắc chắn là sao chép rồi, bốn đáp án này nó cho gì là sai ha. Cái này đáng lẽ là phải ghi là sao chép kết quả sang vị trí hiện tại gì đó. Thôi bây giờ các bạn nhớ cho tôi, copy to another location là sao chép kết quả sang vị trí khác, được chưa? Câu 29, khi thực hiện trích lọc dữ liệu bằng lệnh avant, avant là trích lọc dữ liệu có điều kiện á. Hôm nay cái file này tôi sẽ đặt tên nó là file Excel, chứ tên nãy giờ toàn là Excel không các bạn. Lựa chọn criteria rank có ý nghĩa là gì? Dưới đây nè, trong cái lựa chọn có điều kiện, cái criteria rank này tôi đang khoanh tròn đây ha, là gì? Xác lập vùng điều kiện cần cái lọc, có nghĩa là các bạn cần xác lập được cái vùng điều kiện cần lọc ha. Cái range ở đây tôi cho các bạn xem, cái range là cái vùng, còn cái list range là cái cơ sở dữ liệu cần lọc, còn cái criteria range là xác lập vùng điều kiện cần lọc ha. Tiếp theo là trong Microsoft Excel, chức năng lọc trích lọc dữ liệu thuộc thẻ nào dưới đây? Trong Microsoft Excel thì cái chức năng trích lọc dữ liệu nó sẽ thuộc thẻ nào? Trích lọc dữ liệu rồi đó, nó sẽ thuộc thẻ data ha. Thẻ home là mấy cái bình thường, cái formula là công thức, cái by layout là cái định dạng trang thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ qua một cái phần mới ha, thì cái này tôi sẽ nói về cái phần PowerPoint nha các bạn ha. PowerPoint. Tôi sẽ nói về phần PowerPoint. Đáng lẽ cái này tôi phải để tiêu đề là tổng hợp ha, tại vì cái file này nữa. Tại vì lúc các bạn đi thi á thì cái đề thi của các bạn nó sẽ là cái đề dạng tổng hợp, chứ nó không có chia. Nó sẽ không có chia theo từng dạng như là Word hay là Excel hay là PowerPoint gì ha. Vậy thì các bạn cần phải biết được là một cái đó, khi mà các bạn làm câu Word xong, các bạn sẽ chuẩn bị tinh thần liền, nó sẽ nhảy vào câu PowerPoint hoặc là câu Excel hoặc là câu kiến thức máy tính ha. Còn cái phần Internet thì không có thi nha. Câu 31 nè, lệnh đóng gói bài thuyết trình trong Microsoft PowerPoint thực hiện công việc gì? Cái lệnh đóng gói bài thuyết trình, đóng gói bài thuyết trình có nghĩa là sao? Cái bài thuyết trình không phải là lưu nha, cái này đóng gói bài thuyết trình có nghĩa là tổng hợp tất cả các file có liên quan đến bài thuyết trình vào cái thư mục hoặc là cái đĩa CD. Lệnh đóng gói bài thuyết trình là tổng hợp tất cả các file có liên quan đến bài thuyết trình vào một cái thư mục hoặc là cái đĩa CD. Câu 32 thì trong Microsoft PowerPoint, để thực hiện chuyển đổi bài thuyết trình sang các dạng tập tin khác, ta chọn lệnh nào ha? Thì câu 32 trong Microsoft PowerPoint, để chuyển đổi cái dạng bài thuyết trình sang các dạng tập tin khác, chuyển cái tập tin này thành cái tập tin khác, thì các bạn sẽ đổi là change và thay đổi nè. File type có nghĩa là thay đổi cái kiểu của file, được chưa các bạn ha? Tiếp theo là câu 33 thì hãy chọn phát biểu sai. Phát biểu sai là gì? Trong câu 33 các bạn hãy chọn được phát biểu sai sau đây. Lưu bài thuyết trình sang tập tin hình ảnh động. Lưu bài thuyết trình sang tập tin hình ảnh tĩnh. Lưu câu D. Lưu bài thuyết trình sang tập tin dạng HTML. HTML là một cái file mà có thể các bạn có thể truy cập internet, có thể mở được ha. Câu C, lưu bài thuyết trình dạng tập tin, bản tính là size bét nè.
Tự nhiên bài thuyết trình vẫn có thể lưu được bàn tập tin ảnh ha, nhưng mà cái bài thuyết trình mà sao mà ra được cái bảng tính được, cho nên là sai. Câu 34. Trong Microsoft PowerPoint 2010 không lưu được tập tin thuyết trình với phần mở rộng nào sau đây? Các bạn nhớ cho tôi, PowerPoint 2010 có thể CBG là dạng hình ảnh nha. Bài thuyết trình có thể được lưu với dạng hình ảnh. PDF thì đương nhiên rồi, bài thuyết trình nào mà không lưu được dạng PDF ha. Và ngoài ra còn có XPS, chỉ có cái F LV là không có được thôi nha. Không lưu được tập tin thuyết trình với phần mở rộng là FLV nha. Được chưa các bạn ha? Tiếp theo là câu 35. Thì trong PowerPoint lệnh create a video thuộc nhóm sell và send trên thẻ file để thực hiện chức năng gì? Có nghĩa là chuyển bài thuyết trình sang dạng file video ha. Lưu, share và send có nghĩa là lưu lại và gửi, hoặc là lưu lại và chuyển thành cái file khác. Thì các bạn có thể thấy được cái lệnh create a video có nghĩa là tạo video ha. Có nghĩa là các bạn trên đây thấy được chữ video này thì bên dưới nó chỉ có một đáp án B á, sẽ có chữ video, cho nên các bạn có thể chọn được nha. Tiếp theo là câu 36. Thì trong PowerPoint lệnh save as type PowerPoint 93 97 2003, tôi đang nói này ha, tôi nói là tôi sẽ gặp tới đó cho các bạn dễ nhìn. Save as type PowerPoint 97 2003 redaction.ppt cho hộp thoại, lưu file để thực hiện chức năng gì? Có nghĩa là trong PowerPoint các bạn lưu file dưới dạng là PowerPoint 203 ha. Các bạn đang sử dụng file 2010 mà các bạn lưu dưới dạng là file 203, có nghĩa là lưu bài thuyết trình theo phiên bản cũ nha. Lưu bài thuyết trình theo phiên bản cũ. Lưu bài thuyết trình trong phiên bản cũ. Câu 37 ha, thì trong PowerPoint lệnh Packet Presentation for CD thuộc nhóm Save và Send ha. Save và Send trên thẻ file được thực hiện chức năng gì? Packet. Các bạn nào biết tiếng Anh đó, thì các bạn sẽ được dịch được cái chữ này, chữ Packet. Packet là gì? Tôi là tôi học môn công nghệ chế biến bao công nghệ bao bì, bao gói thực phẩm gì đó, thì tôi đã biết được cái chữ packet này có nghĩa là bao gói ha. Bao gói thì có nghĩa là đóng gói nó với dạng thẻ CD ha. Còn ở trên đây nó là gì? Read. Read là cái dạng chuyển chuyển bài đó thôi, chứ còn cái packet là cái dạng đóng gói luôn, đóng gói nó thành một cái file bên CD luôn ha. Tiếp theo là câu 38. Thì trong PowerPoint lệnh Laser Point Color trong nhóm Show Option trong hộp thoại Setup sau khi chọn Setup Slicer, thẻ Slicer thực hiện chức năng gì? Hơi mệt nha. Đầu tiên các bạn đọc vô, các bạn thấy từ khóa là Laser Pointer Color có nghĩa là gì? Một cái điểm, một cái bút của các bạn sẽ được chọn cái màu laser ha. Chiếu chiếu tia laser giống như là cái chấm màu đỏ khi mà các bạn trình bày ấy, các bạn thấy được con chuột tôi đang vẽ không? Khi trường hợp tôi vẽ các bạn có thể thấy được ha. Thì đây tôi có một cái bút, nhưng mà cái lúc mà các bạn thuyết trình và chọn cái laser thì nó sẽ là một cái chấm đỏ. Cho nên câu C này làm cho bút màu nổi, thiết lập màu cho bút màu làm nổi chung khi slide trình chiếu là không nha. Cái câu B là tôi đang làm nè, tôi đang vẽ bằng cái bút màu là sai, là không phải ý này của nó ha. Nói chung bây giờ các bạn nhìn vô cái đề mục của các bạn thấy chữ laser, thì cái dưới đây có chữ laser các bạn chọn thôi. Và các bạn không cần nhớ nhiều nữa, mệt lắm nha. Nhiều khi tôi nói nhiều các bạn có thể hiểu nhưng mà khi thi các bạn làm không được. Bây giờ tôi chỉ các bạn cái cách nè, các bạn nhìn vô đề các bạn thấy laser và dưới đây có chữ laser nè, thì các bạn chọn thôi chứ không cần suy nghĩ đắn đo gì nữa ha. Tiếp theo là câu 39 nè, thì trong PowerPoint lệnh Inspect Document ở nhóm Check for Include trên thẻ File Info để thực hiện chức năng gì?
Câu 39 trong PowerPoint là inspect document ở nhóm check for its use. Trên thẻ file info thực hiện chức năng gì ha? Kiểm tra thông tin cá nhân có trong bài thuyết trình nha các bạn ha. PowerPoint này để làm gì? Mấy câu này là khó nha. Cái này hình như tôi không có được học đâu đó. Mấy cái lệnh, cái này cái lệnh lạ. Trong PowerPoint ha, lệnh inspect document ở nhóm check for issue. Trên thẻ file info là gì? Các bạn thấy được chữ gì? Cái chữ của chúng ta là info. Info là gì? Info là kiểm, là thông tin. Còn check là gì? Check. Đúng rồi, cái chữ issue này là cái có nghĩa là cá nhân đó các bạn. Cái chữ issue này là chữ cá nhân. Còn cái check là kiểm tra thông tin cá nhân. Các bạn thấy được chữ kiểm tra và chữ cá nhân ha. Bạn nào giỏi tiếng Anh thì có thể thấy được chữ issue. Issue này có hai nghĩa, hồi đó tôi học có một nghĩa đó là chữ cá nhân, và một nghĩa nó có thể nó là cái gì ta, cái vết thương hay là cái khăn mà để che đậy vết thương gì đó, tôi khá quên rồi. Các bạn biết được cái check và cái issue đó thôi là được rồi ha. Đó là kiểm tra thông tin cá nhân có trong bài thuyết trình, được chưa? Câu 40 thì trong PowerPoint lệnh Entry with password trong nhóm Protect Presentation trên thẻ File Info thực hiện chức năng gì ha? Câu 40 trong PowerPoint là Entry with password trong nhóm Protect Presentation trong thẻ này để thực hiện chức năng gì? Đó là thực hiện chức năng đặt mật khẩu để bảo mật bài thuyết trình. Vậy thì các bạn có thể thấy được cái chữ password. Password là mật khẩu ha. Xui xui cái 4 đáp án đều là mật khẩu. Vậy thì cái encrypt. Encrypt này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái mật khẩu mà. Cái mật khẩu này để làm chi? Để cho không có ai được truy cập được cái này luôn nha các bạn ha. Encrypt with password ở trong nhóm Protect Presentation. Trên hệ file info thực hiện chức năng đặt mật khẩu để cho bảo mật bài thuyết trình. Nãy giờ tôi mới quay lại cái phần về cái này cũng là PowerPoint mà. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển qua cái phần chính quan trọng của ngày hôm nay ha. Đó là trắc nghiệm máy tính, trắc nghiệm các cái vấn đề nào mà liên quan đến máy tính. Thì ở đây các bạn có thể thấy được đó là câu 41. Phần cứng máy tính là gì? Phần cứng máy tính là các bộ phận cụ thể của máy tính về mặt vật lý như là màn hình, chuột và bàn phím ha. Vậy thì phần cứng của máy tính là các bộ phận cụ thể của máy tính về mặt vật lý như là màn hình, chuột và bàn phím nha các bạn ha. Tiếp theo là câu 42 nè. Lựa chọn nào sau đây cho thấy máy tính xách tay có lợi thế hơn so với máy tính để bàn? Bạn đọc vô đâu đầu tiên thì máy tính xách tay có thể mang đi bất cứ kỳ nơi đâu là đúng rồi đó. Trong máy tính, PC là chữ viết tắt của từ nào? PC là Personal Computer nha. PC là Personal Computer. Câu 44. Một loại máy tính có màn hình cảm ứng. Khi sử dụng, người dùng có thể dùng bút hoặc công cụ chọn vào để chạm, lựa chọn đối tượng. Nào đó có thể nhập thông tin qua bàn phím ảo. Tích hợp trong máy này là gì? Màn hình cảm ứng ha. Màn hình cảm ứng thì nó không phải là máy tính để bàn rồi. Vậy thì nó chỉ có máy tính bảng thôi nha các bạn. Máy tính bảng là cái iPad á. Câu 45. Điện thoại thông minh, smartphone là gì? Điện thoại thông minh tích hợp một nền tảng hệ điều hành di động với nhiều tính năng hỗ trợ tiên tiến. Tiếp theo, câu 46. Thiết bị ngoại vi của máy tính là thiết bị nào?
là máy in nha các bạn. Thiết bị nó sẽ kết nối với máy tính nhưng mà nó ở ngoài, cho nên người ta gọi là thiết bị ngoại vi. Còn cái máy nghe nhạc MP3, máy tính bảng, sách điện tử thì không có liên quan gì tới cái này ha. Câu 47, thiết bị dùng để nhập dữ liệu vào máy tính là gì? Thiết bị dùng để nhập á, sẽ là bàn phím nè, máy ghi hình trực tiếp và cái camera, chuột và máy quét. Máy quét là smart scan á. Câu 48, những thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị ngoại vi? Thiết bị ngoại vi là coi như là thiết bị bên ngoài ý. Sẽ gồm bàn phím nè, chuột nè, màn hình nè, máy in ha, có CPU nè, ROM, RAM gì là sai hết nha các bạn. Cho nên các bạn nhớ là câu 48, thiết bị ngoại vi của chúng ta sẽ là bàn phím nè, chuột, màn hình, máy in. Câu 49 nha các bạn ha, các thành phần RAM, CPU, thiết bị nhập xuất, người ta gọi là gì? Đó là phần cứng của máy tính ha. CPU đâu có lưu trữ được đâu, đâu phải là phần mềm đâu, cho nên nó là phần cứng của máy tính. Các thành phần như là RAM nè, CPU nè, thiết bị nhập xuất là phần cứng của máy tính ha. Tiếp theo là câu 50, thuật ngữ RAM là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây? Thuật ngữ RAM là từ viết tắt của cụm từ nào? RAM là Random Access Memory nha. Chữ M ở đây, RAM nó sẽ là bộ nhớ, cho nên nó sẽ là Memory. Thuật ngữ RAM là từ viết tắt của cụm từ Random Access Memory ha. Tiếp theo là câu 51, lệnh Start hoặc là Shutdown dùng để làm gì ha? Câu 51, lệnh Start hoặc là Shutdown dùng để tắt máy tính. Câu 52, có bao nhiêu cách thoát khỏi một chương trình ứng dụng trong hệ điều hành Windows 7? Các bạn nhớ cho mình sẽ có 4 cách nha. Có bao nhiêu cách thoát khỏi một hệ điều hành, một chương trình ứng dụng trong hệ điều hành Windows 7? Đó là sẽ có 4 cách. Câu 53, khi khởi động máy tính, phần mềm nào sau đây sẽ thực hiện trước? Đó là hệ điều hành. Hệ điều hành sẽ thực hiện trước ha. Cái hai phần mềm Microsoft Office là một cái phần mềm ứng dụng thôi. Còn cái gõ tiếng Việt cũng là cái phần mềm nhỏ thôi. Chương trình diệt virus cũng là phần mềm nhỏ thôi. Vậy thì khi các bạn khởi động máy tính lên thì cái đầu tiên, cái thằng đầu tiên nó xuất hiện là thằng Windows. Windows mấy? Windows 7, Windows 10. Mà cái Windows nó là hệ điều hành ha. Câu 54, để tắt máy tính đúng cách ta chọn như thế nào? Tắt máy tính đúng cách, tiện đọc cho câu B tắt nguồn điện là sai nè. Câu C bấm nút power trên hộp máy là sai luôn. Nút power là cái nút này nè, cái nút màu đỏ, nói chung là cái nút đỏ đỏ bự bự á. Cái nút reset trên hộp máy cũng là sai luôn ha. Các cái nút này chỉ để tắt cái máy khi mà các cái nút trong phần phần mềm start không hoạt động được ha. Tiếp theo là để tắt máy tính đúng cách ta chọn, câu đáp án đúng đó là nhấn nút phím start ở góc bên dưới bên trái màn hình. Sau đó các bạn chọn một shutdown. Tiếp theo là câu 55, quy trình tắt máy tính nào sau đây sẽ đảm bảo an toàn cho chương trình và dữ liệu? Đó là các bạn phải ghi dữ liệu vào đĩa, là lưu các file lại ha. Sau đó các bạn sẽ đóng các file và các bạn mới chọn nút start và shutdown. Tự nhiên cái ghi tắt công tắc nguồn là sẽ biết này nè. Câu 56, trong Windows 7, để ngắt ổ lĩa USB một cách an toàn có thể dùng cách nào sau đây ha? Thì trong Windows 7, để ngắt ổ đĩa, các bạn phải kích chuột phải trên biểu tượng USB ở góc phải màn hình. Sau đó các bạn chọn thiết bị cần gỡ bỏ và chọn eject. Thường hồi đó tôi sẽ thường dùng USB lắm, bây giờ tôi không có dùng, cho nên thường thường tôi sẽ không có nhớ được các thao tác này ha. Tiếp theo là câu 57, để thiết lập chế độ nghỉ màn hình là Screen Shower trong Windows 7, ta sẽ sử dụng công cụ nào? Chế độ nghỉ màn hình ha, chế độ nghỉ màn hình là các bạn sẽ chọn Display. Câu 58, để khởi động lại máy tính
Phát biểu nào dưới đây là sai ha? Bấm nút power trên hộp máy. Khi mà các bạn bấm nút power trên hộp máy có nghĩa là các bạn tắt cái máy luôn, hoặc là các bạn mở ra, cho nên nó sai nha. Cái đề người ta hỏi là khởi động lại có nghĩa là nó tắt nguồn nhưng mà nó sẽ bắt lại. Thì khởi động lại nó sẽ có tên tiếng Anh là restart ha. Từ cửa sổ màn hình các bạn bấm start, sau đó các bạn chọn mục restart, hoặc là các bạn bấm nút reset trên cái hộp máy á, nếu mà các bạn bấm restart không được. Tiếp theo là câu 59 trong Control Panel của Windows 7. Để thay đổi cách thức đăng nhập là thay đổi cách thức login và đăng xuất, các bạn sẽ dùng cách nào sau đây ha? Các bạn sẽ chọn User Account là tài khoản của người dùng. Sau đó các bạn sẽ chọn Change the way user log on hoặc off, có nghĩa là thay đổi cái cách mà cái người đăng nhập hoặc là đăng xuất ha. Câu 60 trong hệ điều hành Windows 7, khi người muốn rời khỏi máy tính có thể dùng cách nào sau đây để khóa màn hình tạm thời? Nghĩa là khi mà các bạn muốn đi uống nước hay các bạn muốn đi vệ sinh gì đó, nhưng mà các bạn muốn khóa màn hình thì các bạn sẽ cho máy tính nó ngủ đúng không? Thì các bạn sẽ bấm Ctrl Alt cộng Del, phím Del là phím nào ta? Phím Delete á. Ctrl Alt Delete, sau đó các bạn chọn Lock this computer. Hãy nêu cách khởi động phần mềm Microsoft Office Word. Thì các bạn sẽ kích đúp chuột là nháy hai lần chuột và biểu tượng shortcut Microsoft Office Word đấy ha. Để biết chức năng của tổ hợp phím Ctrl E là căng thẳng ở giữa văn bản, căng giữa là Ctrl E ha. Tập tin Microsoft Word được lưu có phần mở rộng nè, thì các bạn nhớ cho mình, từ 2007 trở đi thì cái phần mở rộng nó sẽ được thêm chữ X vào phía sau ha. Là cái này có hai đáp án, Word thì nó sẽ là chấm đốc thôi đúng không? Thì từ 2007 trở đi, ở đây là 2010, thì nó sẽ có chữ X vào bên giúp cuối ha. Và sau tư, tổ hợp phím Ctrl K là làm gì? Ctrl K là mở cái hộp họa liên kết hyperlink ra. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm video đến đây thôi nha. Tới đây. Lý do làm video tới đây thôi, thì video phần 3 thì mình sẽ đi nốt cái phần còn lại nha. Tại vì bây giờ mình phải đi làm rồi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem về cái phần trắc nghiệm tổng hợp máy tính. Thì trong đây cũng có một số câu như là Word, Excel, PowerPoint thì mình cũng đã làm rồi ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau nha. Bye bye.